bộ trưởng ngoại giao nga sergei lavrov cho biết nga và iran đã gần như hoàn tất các công tác chuẩn bị để ký thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiện chỉ còn một vài chi tiết kỹ thuật nữa là hai bên sẽ có thể ký thỏa thuận nâng quan hệ song phương lên mức cao nhất Phát biểu trước các sinh viên Đại học quan hệ quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh, quan hệ Nga và Iran đang phát triển rất nhanh. Hai bên thực hiện nhiều dự án chung như tuyến đường Bắc Nam, nối thành phố lớn thứ hai của Nga với Vịnh Ba Tư và ra Ấn Độ Dương, dự án hợp tác trên biển Caspi và dự án nhà máy điện nguyên tử. Theo truyền thông Nga, hai bên có thể ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 tới tại thành phố Kazan, Liên bang Nga giới phân tích cho rằng việc hai bên ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng chung và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng thúc đẩy việc xuất khẩu lao động iran sang nga